Chào mừng bạn đến với series các tính năng bá đạo ở trên eJOY, giúp cho bạn học tiếng Anh từ trung bình khá lên làm chủ tiếng Anh. Chủ đề ngày hôm nay của chúng ta sẽ là các cách học từ vựng ở trên eJOY và cơ chế tính điểm thành thạo. Khi đã đạt tiếng Anh ở trình độ trung bình khá, việc học theo một giáo trình sẽ trở nên rất là nhàm chán và chúng ta lại dễ bị cuốn hút bởi những thông tin và những video, những bộ phim ở bên ngoài hơn. Chính vì vậy mà cái cách học mà mình sẽ giới thiệu hôm nay sẽ giúp các bạn học ít, nhớ lâu, học một trúng hai đích. Đấy là chúng ta vừa học tiếng Anh mà lại vừa phát triển được bản thân, vừa giải trí và thỏa mãn được những nhu cầu sở thích cá nhân của mình. Và đây là những kênh mình hay dùng để nạp từ vựng vô. Mình thích xem những video truyền cảm hứng ở trên TED Talk. Và những lúc mệt hay là cuối tuần, mình có thể giải trí với những bộ phim hài của Mỹ như là Mean Girls ở trên Netflix. Mình cũng rất hay đọc báo ở trên CNN và mình rất là thích cách hành văn của họ. Những khi phải đọc tài liệu PDF thì mình luôn mở bằng Chrome để có thể dùng eJOY và tra từ. Ngay kể cả khi mình có thời gian để đọc truyện bằng tiếng Anh, mình cũng cần phải có app từ điển Edic ở bên cạnh để lưu và tra thuận tiện hơn. Vừa rồi là cách mình tăng thêm từ vựng mỗi ngày và bây giờ sẽ tiến hành ôn tập nhé. Sáng sớm trước khi bắt đầu công việc, mình sẽ dành 5 phút để ôn lại từ vựng. Đôi khi mình sẽ học ở trên laptop, có lúc mình lại học ở trên điện thoại. eJOY đã giúp mình tính toán những từ vựng cần phải ôn ngày hôm nay rồi. Mỗi lượt ôn sẽ có từ 5 đến 8 từ cần được ôn. Mỗi từ sẽ phải trải qua 4 dạng câu hỏi khác nhau để kiểm tra các kỹ năng của tiếng Anh như là nghĩa của từ này, nhớ mặt chữ, nhớ cách phát âm từ, khả năng nói và cách sử dụng từ. Với công việc bận rộn, mình chỉ có thể dành ra khoảng 5 đến 7 phút mỗi ngày để ôn luyện thôi. Nhưng những hôm nào mà mình có nhiều thời gian hơn, có thể mình sẽ ôn lâu hơn. Nhiều bạn vẫn thắc mắc rằng eJOY đang tính toán từ vựng đến hạn phải ôn như thế nào. Thực tế là chúng mình đã phát triển dựa trên nguyên lý chung thuật toán lặp lại ngắt quãng. Và cái nguyên lý lặp lại ngắt quãng là như thế nào bạn có thể tham khảo ở video mà mình chia sẻ ở đường link phía dưới. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đi đến phần giải thích chi tiết về thông tin của một từ vựng. Hãy cùng mở một từ vựng bất kỳ và xem thông tin của từ vựng đó gồm những gì nhé. Đây là cụm từ go belly up. Từ này có độ thành thạo là 100%, bạn nhìn thấy mình có được một cái khiên vàng ở đây. Từ này mình đã ôn tập được 8 lần và độ khó thì rất là thấp. Thời hạn cần phải ôn tiếp theo chính là 187 ngày nữa. Như vậy bạn thấy đấy, những từ mặc dù đã thành thạo nhưng hệ thống vẫn tiếp tục tính ngày cần phải ôn lại tiếp của từ này. Còn đây là từ vựng có độ thành thạo 40%, đã được ôn tập 4 lần, độ khó tương đối và ngày phải ôn tập tiếp theo là 28 ngày nữa. Hãy cùng xem thống kê từ vựng ở trong sổ từ Economics của mình nhé. Mình có tất cả 68 từ, không có từ vựng nào mới màu xám, có 2 từ vựng màu đỏ là những từ vựng mà mình cần phải ôn ngay ngày hôm nay, có 50 từ màu xanh là những từ đã thành thạo và 66 từ màu vàng là những từ mình đã ôn tập rồi, chưa đến hạn cần phải ôn lại. Và bây giờ là phần chia sẻ những mẹo học ở từ vựng ở trên eJOY để giúp cho bạn khi gặp những cái tình huống như vậy thì sẽ có cái cách xử lý như thế nào nhé. Mẹo thứ nhất, nếu số từ cần ôn bằng 0, nghĩa là bạn đã ôn hết các từ cần ôn rồi, đã đến lúc phải lưu thêm từ vựng mới. Mẹo 2, nếu nhiều từ vựng cần ôn quá, bạn đang muốn tập trung cho từ vựng IELTS, hãy chọn số từ IELTS là số từ mặc định. Sau đó chỉ cần ôn tập với sổ từ IELTS thôi. Mẹo 3, nhiều từ mới phải ôn quá, không thấy eJOY nhắc học từ cũ. Bạn có thể điều chỉnh tỷ lệ phối trộn từ vựng, bấm chọn Setting và chọn Word Priority. Ở đây có 3 lựa chọn cho bạn, chọn ưu tiên từ mới, chọn ưu tiên từ cũ hoặc 50-50. Mẹo 4, nên tổ chức các sổ từ như thế nào? Hoàn toàn tùy thuộc vào nhu cầu học của bạn. Tạo một sổ từ lưu các từ vựng IELTS nếu bạn cần để ôn thi. Sau khi thi xong, bạn có thể deactivate sổ từ này để không cần phải ôn lại các từ này nữa nếu bạn thấy nó quá hàn lâm và ít sử dụng. Tạo một sổ từ vựng theo một bộ phim. Xem phim giúp bạn nhớ ngữ cảnh rất lâu. Sẽ có lúc bạn nhớ tới những ngữ cảnh của phim và không nhớ từ vựng được dùng là gì. Bạn sẽ cần mở lại sổ từ để tìm kiếm từ vựng. Tạo một sổ từ theo chủ đề, theo lớp học, hoàn toàn tùy vào mục đích sử dụng của bạn. Khi may mắn gặp được một câu văn hay, bạn hãy nhớ lưu cả câu văn này vào Facebook để ôn tập. Facebook giúp bạn ôn lại cả một đoạn văn dài 200 ký tự, thay vì chỉ là một từ tối đa 50 ký tự như mọi khi. Những chia sẻ trong video này của mình sẽ giúp cho bạn master được công cụ học của eJOY. Bạn biết không, là có những thành viên học được 3.000 từ vựng trong vòng 5 qua trên eJOY đấy. Bằng sự kiên trì, chắc chắn bạn sẽ làm được. Hãy comment những băn khoăn của bạn để eJOY tiếp tục làm những video hướng dẫn thêm nhé. Và đừng quên ấn subscribe YouTube channel của eJOY. Bye bye!